Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn đề cập đến con số 2.044 tỷ đồng. Hơn 2.044 tỷ đồng là tổng số tiền thất thoát, thất thu từ nước sạch mỗi năm trên cả nước được quy ra thành tiền. Theo số liệu báo cáo của Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch hiện tại trên cả nước là 27-28%, tương đương với hơn 1.869.000 mét khối nước một ngày. Nếu tính giá nước sạch bình quân, thấp nhất hiện tại là 3.000 đồng một mét khối nước. Như vậy là mỗi ngày cả nước thất thu 5,6 tỷ đồng và trung bình một năm như vậy cả nước sẽ mất khoảng hơn 2.000 tỷ đồng vì lượng nước sạch thất thoát đang thất thu như hiện nay. Liên tiếp sẽ là những thông tin như sau liên quan đến tỷ lệ thất thoát, thất thu nước hiện nay trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho rằng tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại Việt Nam hiện còn khá cao. Hiện các nhà quản lý ngành nước đang muốn giảm 1% tỷ lệ thất thoát mỗi năm. Mục tiêu đến năm 2015 tỷ lệ thất thoát chỉ còn 25%. Hiện nay thất thoát vẫn còn đang cao. Bình quân cả nước hiện nay là 26-27%. Tất nhiên nhiều đơn vị còn cao đến hơn 30%. Nhiều đơn vị rất là tốt hạ xuống dưới 15%, có đơn vị rất là tốt là khoảng 10-11%. Đây cũng là con số cao mà chính phủ rất quan tâm, cũng đã có một cái chương trình, cái quyết định của chính phủ về cái chương trình tổng thất thất thu mà Bộ Xây dựng đang tập trung cùng các địa phương, các công ty nước làm thế nào để phấn đấu đến 25 là giảm xuống dưới gần 25%. Một con số tính rất đơn giản, nếu mà chúng ta thất thoát 30% thì nó mất khoảng 1.8 triệu mét khối, mà chúng ta trung bình chúng ta nhân với 4.000 cho một mét khối, 4.000 cho một mét khối thì chúng ta cũng tính là chúng ta cũng tính được là vậy thì như thế thì cái số lượng đầu tư vào rất là lớn, mà đầu tư như thế thì có thể tương đương với một cái nhà máy xử lý nước sạch khoảng 200-300.000 mét khối ngày đêm. Như vậy chúng ta cho rằng cái vấn đề mà giảm cái tỷ lệ thất thu mà chúng ta càng giảm được thì chúng ta nâng cái hiệu quả đầu tư lên.